bạn, chào mừng các bạn đã đến với video ngày hôm nay của chúng ta. Và ngày hôm nay là một video kỷ niệm của lớp đào tạo huấn luyện viên Aerobic thể dục thẩm mỹ. Và mình huấn luyện viên Oanh Nguyễn cùng với chị Thuận, chị Thúy, chị Nga, chị Phương, chị Mùi và chị Hai, chị Phương, chị Mùi sẽ đồng hành cùng với chúng ta trong video ngày hôm nay, một video kỷ niệm vô cùng tuyệt vời. Các bạn hãy đồng hành với chúng mình trong video này nhé. Let's go! Thank you.
Hãy subscribe cho kênh OANH NGUYỄN để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.